morning, parents, and good morning, students. So today we want to counter you the lesson that today is very important, that we got to study grammar. But sometimes grammar is boring, but you have to learn it. So look at that one. Okay, the grammar focus, simple present with WH questions. You must study my high present simple. Cứ dương chơi chơi ông pi cà bứt tùm lùa nè. Và ta ngày nay you present simple được khả ta talk about W question. Ôn nạc đang W question mình đi khá. Yes. Chứ mình where, what, and how. Và ta mình tập bay năng tế. Vì mình tràn chiếng năng. Vì mình tràn chiếng năng. Và ta chơi bắt áp mê năng. Cứ ao dương score tập bay năng. Mình where, and what, away, hai năng. How របៀប ណា ឬ យ៉ាង ណា គេ មក question របស់ វា នៅ នោះ វា ប្រោត ទៅ លើ do និង does ដែរ ណា do where do you work យ៉ាង ហើយ ប្រោត do តិច តិច ទៀត teacher នឹង ប្រាប់ ថា នៅ ពេល ណា គេ ប្រោត do ណា where do you work ហើយ យើង ប្រោត do ដោយ សារ តែ subject របស់ វា ជា you ណា you ទាំង អស់ ឡើយ ហ្នឹង ចឹង សំណួរ ទី 1 នេះ ជា ចម្លើយ របស់ វា សំណួរ ទី 2 ចម្លើយ របស់ ទី 2 សំណួរ ទី 3 ចម្លើយ របស់ ទី 3 ឥឡូវ យើង អាន សំណួរ នេះ What do you do? Okay, what do you do? The title for you, what do you do? ប្រែ ថា ម៉េច? ស្មើ ថា what is your job? ចឹង how do you like it? គេ សួរ នៅ ពេល ណា? គេ សួរ នឹង គេ សួរ ដល់ ការ ងារ តែ how do you like the job? បើ យើង ចូល ចិត្ត គេ ថា I really like it. I really like it. Sorry, let's make us wrong. Okay? I really like it. Or I hate it. Or I like it okay. How do you like PUBG? But since you're playing game, you're playing PUBG. How do you like the PUBG? Oh, I like it okay. Or I like it very much. Okay? Are you moving to the next one? Can you tell me what you're doing? The next one. Does. Where does he work? How do you say does? Tại sao chúng mình he, là not he. Chẳng where does he work? Answer will be short, né? In a hospital, no, in a hotel. What does he do? Mình nói thật, what is his job? He's a manager. How does he like it? It's okay, so I mean it's okay. He like it so-so. So it means not very much. Okay? Chẳng là đi phát đạo tờ cứ where, what, and how. You just be W request question. I put out the little mùi tiết cứ do hay nắng đã. Sao mơ khai này? Nó pay ná cái part do nắng đã. Bộ bồn mơ ná. Do, does. Tại ta nó pay ná cái part do nắng đã nắng. Mà nó pay cái part do, nó không phải dốc xâm nua nắng bạc sạch. Phải kì bị chặt viết nó pay ra xâm nua nắng bạc sạch. Xâm nua, pay ná cái xâm nua cái part do nắng đã làm bay chi chùm nuôi. Phải nắng cái hát thá modal, no, cái hát thám auxiliary verb. Kì ra sạp chùm nuôi. Do cái prae cho mùi nâng subject vì I, we, you, they. Rưu cô cái hát là plural subjects. Có plural subject ấy. Subject bởi hữu vật chân ạ. Bởi bố này hát là vô hữu vật này. Đã có là ai mùi. Ai chia singular. Tại singular nâng vì mình nói chia plural này. Bố ai, subject ai chia subject đại phí sách chân kì. Vì prae cho mùi nâng đủ. Plural subject đối chia a dog. A dog mình thay vì chỉ singular subject. Vậy em thấy dogs. Chẳng two dogs, three dogs, thousand dogs. Anh hát là plural subject. Chẳng cái prai chứ mùi nâng do. Does cái prai mùi singular subject. Mở mình does cái prai mùi he, she, it hay là singular subjects. Vậy thà a dog runs fast. Okay. Complete singular subject. Cứ subject với miền tài mùi. Okay, chẳng mê tình hình năng miền tập phần năng. Ná, miền tập phần năng. Vì nên là xua. Nào video crowd thì chơi năng video crowd thì chơi năng bằng 2 nhân pi. Đứa năng does hay năng am is are. Nó không xong nua để prao đọc dự question. Vì khóc này dạng bạch. Tại ta cái prao vì dạng nà. Ná, vì bà pi năng vì lạc nạ vì bà chăng năng khả nịa. Đã bảo dư miền đứa đá dư prao am is are màu tì. Ná, bộ em giác cái bà thà verb be. Chẳng video crowd cho năm ngày 2 thà pi nâng vì khóc này giống mất nó không bị dụng. Vì sao lại. So thank you, see you at the next video.